Các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Chị Tè mình đây là chủ nhãn. Để em đưa sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, bút dạ, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Ok, mọi người cắt chủ nhãn cho mình nha. Mới là anh vừa chắc vừa phải chắc học và đủ học ngay từ lúc mẹ rồi. Nếu còn cái tầm được bát lên để mình ăn cơm mẹ sợ để không cầm được đũa để đâu không cảm giác luôn đó là cảm giác nhìn thấy sao hôm cuối tuần không anh bảo người ta cho mà anh phải giới thiệu Defenders? What? We're on Sportsmanlike, presented by Progressive Insurance on ESPN Radio. Hey, it's Greeny, and the Seahawks get a win they desperately need at home, beating Philly on Monday Night Football. Is this Seattle team one you could see making a playoff run? We'll talk about that and more Tuesday. It's Greeny, starting 10 a.m. Eastern on ESPN Radio and the ESPN app. We came out so backed by popular demand. Your melty wishes are our command. Put the new shoe mix with it to warm your hands and brighten your day. And be it's the holidays, and Mint has the gift of savings. Right now, you can get 3 months of premium wireless free. Now, I'd say that's a great way to save a lot of clams. Cheddar, bread, what am I missing here? Bacon! Thanks, Oscar. Some people just know what road to take. Those are the people who know to choose Allstate. If the service road is faster, turn left. Not happening. He knows better than any GPS, and he points you in Allstate's direction. Go all the way down the road, past the big gray warehouse. Take the next exit. You're not from around here, so you don't know the back roads. I don't want to be late for the party. I'm gonna save us 5 minutes. Some people just know what road to take. You're on the fastest route. Those are the people who know safe drivers save 40% with Allstate. You'll never guess what we're doing to the Baconator. We're moving it. What's so funny? On the Baconator. Catherine, you seeing this? Posters everywhere. What? The Baconator you love with a new pretzel twist. Choose wisely. Choose Wendy's new pretzel Baconator. Next season on Fansville by Dr. Pepper. What's happening, Sheriff? It's a transfer portal. It's out of control. We're losing our defense. No! Not our starting quarterback! We need him! You can't leave! Our offense revolves around you! Give me your other hand! That's what Dr. Pepper is! It's okay, I understand! You can't let go of your Dr. Pepper. Absolutely not. Quarterbacks are replaceable. Dr. Pepper, the one fans deserve. Hi, you might know me from my other job, but I'm a business owner. Chip, here at Once Upon a Farm, we chose the new Capital One Venture X business card. With no preset spending limit, our purchasing power adapts to meet our business needs. Love it. And unlimited double miles means we earn more too. Sweet, right? And when we travel, we get access to over 1,300 airport lounges. I could get used to this. The Capital One Venture X business card. What's in your wallet? Đây nhé. Oh.
đây là mình nha. Ok, chào tất cả mọi người nhé. Đợi khoảng 7 phút mới có thể nghe cho mình xin làm được kênh mình nhé. Đây là cá voi. Để làm được sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, bút dạ, cao cắt và khẩu dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Ok, mọi người mình sẽ cắt cá voi nhé. Cắt luôn. Hôm anh bảo là những thứ mấy là hết nhỉ, là không phải có nhà này và nhỉ. Hôm nay giáp đại đi đúng không? Thứ bảy đúng không? Thứ sáu là gì? Anh tưởng nhớ được thứ ba nghe. Thứ sáu là một người đúng không? Thứ sáu là một người, còn thứ bảy là Thải nha. Thứ bảy. À thứ bảy là Tôm, là Tôm nha. Mình nhớ thứ luôn. Đó. Cái chỗ này này. Đúng này, cái gì? À. Không, sao làm xong đi di chuyển cái bàn sang bên này nhé. Hoàn ấy. Vâng. Tại vì cái chỗ này nó không... Tí quét. Quét bụi trắng lắm. Đây để đi ra này để trắng hết lắm. Hôm chị đã bảo anh kia là chuyển bàn này sang rồi, đừng làm ở chỗ này nữa. Thế tí xong thì sang không? Nó trắng rồi. Cái này cứ dẫm vào rồi lại đi ra. Đây là cá voi nhé. Ai làm sản phẩm này? Thì người khác là sẽ bỏ cái sản phẩm này đi. Nếu mà muốn làm đại hồ sơ thì sẽ làm người mới đây là như anh không có bao giờ đâu. Anh làm sơ phải. Anh làm cái hộp, cái sản phẩm này đẹp. Thôi, thì sẽ cười ẻ. Anh cười không? Ai làm sản phẩm này? Cười ẻ các bạn nhỉ? Thiết bị này đi. Đây là
Cái mẹ pin rồi. Đây là sản phẩm của mình. Các bạn thấy chưa? Thế là mình xin được like kênh đầu bóng hình nhé. Các bạn thấy là gì nhỉ? Xin chào mọi người lại. Sạch tiếng nhẹ. Ok mọi người, video mình đây kết thúc rồi nhé. Cảm ơn các mọi người xem video mình nhé.